Rồi ok, hello anh em, mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Savi TV. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục được theo dõi một trận đấu solo 1-1 trong con game Arwo 3. Vẫn là một con game chiến thuật thời gian thực cực đỉnh cho điện thoại nha anh em. Từ đầu game chúng ta vẫn tiếp tục rà soát bản đồ như mọi khi, tìm kiếm các thông tài nguyên trên khắp bản đồ để có thể chiếm lấy ưu thế từ đầu game. Ta bắt đầu nâng cấp nhà chính lên level 2 vì đây là một bản đồ có biển, chúng ta sẽ áp dụng cái phương án tấn công bằng đường biển anh em. Một phương án đánh quen thuộc của chúng ta khi gặp cái bản đồ có một đường biển lớn như thế này. Tiếp cận căn cứ lực lượng quân đối địch bằng đường biển, cố gắng tấn công một cách nhanh chóng, tìm lại các thùng tài nguyên trên biển. Chúng ta đã chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên và cũng đã bắt đầu có những sự chạm trán với lực lượng tài và lực lượng quân đối địch anh em. Thùng tài nguyên lớn đã xuất hiện trên bờ rồi, không xuất hiện trên biển như mọi khi. Chúng ta đang rất chờ nhà chính của chúng ta nâng cấp lên level 2 để có thể mau chóng xây dựng nhà sản xuất thuyền. Thùng tài nguyên lớn đã xuất hiện và các đơn vị chúng ta đã tiếp cận vị trí này rồi anh em. Đồng thời ngay lúc này thì các đơn vị bộ binh chúng ta cũng đã rà soát được khu vực của căn cứ lượng quân xanh. Họ có rất nhiều các đơn vị bộ binh và hai nhà sản xuất lính. Đó là những gì chúng ta do thám được vào lúc này. Tiếp tục là trận chạm giữa các đơn vị bộ binh chúng ta và lực lượng quân đối địch anh em. 2-1. Điều này là quá dễ dàng. Chúng ta đã tiêu diệt được một đơn vị lính của lực lượng quân xanh nước biển. Vì trên bên trên này chúng ta vẫn tiếp tục solo 1-1 với một đơn vị lính bộ binh lực lượng quân xanh nước biển anh em. Họ đang cố gắng rà soát toàn bộ bản đồ và rất có thể họ đang hướng đến căn cứ chúng ta để có thể vào thám căn cứ chúng ta anh em. Và nhiệm vụ đầu game chúng ta sẽ là sản xuất ra một đơn vị hero level 1 từ phút thứ 5. Cố gắng trong 5 phút có thể có được một đơn vị hero level 1. Và đây là một nhiệm vụ chúng ta kiếm tiền anh em. Chúng ta cũng đã bắt đầu xây dựng xong một nhà thuyền rồi. Thùng tài nguyên lớn thứ đầu tiên đã được chúng ta chiếm lấy ra anh em. Phút thứ 3 của trận đấu, dường như toàn bộ tài nguyên ở hầu hết các khu vực trên bản đồ đã được chúng ta tìm kiếm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cố gắng sử dụng các đơn vị hải quân cố gắng tiếp cận các vị trí của thùng tài nguyên trên biển anh em. Lực lượng quân địch đang cố gắng tiếp cận vào vị trí của thùng tài nguyên lớn, tuy nhiên chúng ta đã chiếm được rồi, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở lại cố gắng solo với các đơn vị bộ binh của lực lượng quân đối địch anh em. Chúng ta đã mất đi 2 đơn vị lính và đồng thời lực lượng quân địch đã mất đi 2 đơn vị lính anh em. Chúng ta chỉ còn 1 đơn vị lính thôi. 5 đơn vị lính bộ binh chúng ta đã hy sinh hết. Một tổn thất không nhỏ. Lúc này thì các đơn vị thuyền level 1 chúng ta cũng đã tiếp cận vị trí của các thùng tài nguyên trên biển. Cố gắng kiếm lấy các thùng tài nguyên trên biển để có thể bổ sung thêm lượng tài nguyên lớn, nâng cấp nhà và liên tục sản xuất lính. Ta đã có được một đơn vị hero level 1 ở phút thứ 4. Như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi anh em. Ta đã có thêm được một lượng tài nguyên và đồng thời đã làm xong một nhiệm vụ quan trọng, sẽ kiếm thêm được tiền. Tiếp tục có thêm tài nguyên, nâng cấp nhà thuyền lên level 2, sử dụng các đơn vị thuyền level 2 áp chế lực lượng quân địch bằng hải quân anh em. Hy vọng lần này lực lượng quân xanh sẽ không kịp ra cái đơn vị thuyền để có thể chống trả chúng ta. Thuyền của quân xanh rất mạnh và những trận đấu mà chúng ta đã phải thua cuộc với lực lượng quân xanh thì đối chọi không lại với lực lượng hải quân quân xanh anh em. Chúng ta vẫn sẽ luôn chiến đấu hết mình. Liên tục là những thùng tài nguyên nhân viên đã được chúng ta chiếm dụng rồi. Gần đến phút thứ 5 rồi anh em ơi. Quân địch vẫn đang yên ắng. Chúng ta vẫn chưa hiểu quân địch sẽ tấn công ta theo hướng nào và như thế nào anh em. Trên biển thì chúng ta vẫn chưa gặp bất kỳ một đơn vị thuyền nào của lực lượng quân xanh. Chúng ta đã phát hiện ra họ đang có một nhà sản xuất, một nhà xây dựng ở rất gần bờ biển anh em. Rất gần biển. Rất có thể họ sẽ sử dụng nhà xây dựng này để có thể xây dựng ra nhà sản xuất thuyền và các lô cốt phòng thủ trên biển. Chúng ta cũng cần phải mau chóng sản xuất ra đơn vị thuyền level 2 tiếp cận vị trí này để có thể phá hủy lấy tòa nhà quan trọng này anh em. Hero level 1 chúng ta bắt đầu tiếp cận vị trí căn cứ lực lượng quân xanh nước biển từ phía ngoài bờ biển. Hero level 1 của lực lượng quân đỏ, nếu chúng ta biết cách sử dụng thì cũng sẽ rất mạnh anh em. Bắn phá vào tòa nhà xây dựng lực lượng quân xanh trên bờ biển thôi anh em ơi. Chúng ta đã gặp phải những trở ngại bằng các đơn vị lính bộ binh. Lực lượng quân xanh nước biển và hero bắt đầu buộc phải bắn ra một thùng uranium anh em.
cố gắng gây hư hại đến với cái đơn vị lính của lực lượng quân xanh nước biển. Chúng ta cũng đã có được một đơn vị thuyền level 2 rồi. Phút thứ 6 của trận đấu và thuyền level 2 chúng ta sẽ cần phải mau chóng tiếp cận vị trí của căn cứ lực lượng quân xanh nước biển ở trên biển anh em. Chúng ta đã mất đi một đơn vị hero và đồng thời mất đi một đơn vị thuyền level 1. Một tổn thất không nhỏ. Thuyền level 2 chúng ta bắt đầu xuất kích. Chúng ta cũng đã cài cắm các đơn vị bộ binh vào thảm bản đồ, ngăn chặn những bước tiến công bất ngờ từ phía lực lượng quân xanh nước biển anh em. Cũng đã có những đơn vị xe tăng level 2 quen thuộc. Chúng ta đã xây dựng xong một nhà sản xuất máy bay và sẽ cố gắng có được những chiếc chiến đấu cơ tấn công từ trên không, cố gắng kiểm soát bầu trời và kiểm soát đường biển anh em. Phút thứ 7 rồi, hải quân chúng ta đã tiếp cận vị trí căn cứ lực lượng xanh nước biển từ phía bờ biển. Chúng ta vẫn chưa hiểu lực lượng xanh nước biển sẽ tấn công chúng ta theo như thế nào. Tuy nhiên thì cũng đã thấy được rằng họ có rất nhiều đơn vị bộ binh kết hợp với xe tăng một. Hải quân chúng ta đang cần phải di chuyển cách linh hoạt tránh né những đợt bắn rocket từ phía lực lượng quân xanh nước biển anh em. Thận trọng thôi, cố gắng bảo toàn lực lượng. Thuyền level 1 đã mắc một sai lầm rồi. Ta vừa mất thêm một đơn vị thuyền level 1. Vị trí thông tài nguyên lớn tiếp theo đã xuất hiện trên biển anh em. Một ưu thế thuộc về phía chúng ta. Chúng ta đang cố gắng nâng cấp nhà sản xuất máy bay lên level 2. Cố gắng có sớm những đơn vị không quân áp chế lực lượng quân địch từ bầu trời. Quân xanh vẫn càng khá dè chừng, họ vẫn chưa xây dựng bất kỳ một công trình nào trên biển cả anh em. Phút thứ 8 rồi. Bởi vì những trận đấu trên biển như thế này, dường như là sở trường của chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị hải quân kết hợp với không quân áp chế lực lượng quân địch. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đề phòng lực lượng dưới bộ anh em, bởi vì rất có thể lực lượng quân địch sẽ đi vòng và tiếp cận căn cứ chúng ta ở bất kỳ hướng nào. Nhà máy bay đã được nâng cấp lên level 2, bắt đầu sản xuất ra chiếc chiến đấu cơ đầu tiên. Vị trí thông thường thông tài nguyên lớn thứ hai đã được chúng ta tiếp cận rồi. Chúng ta sẽ cần phải có những phương án thận trọng, bởi chúng ta luôn muốn một chiến thắng hoàn hảo. Quân địch vẫn chưa có bất kỳ một động tĩnh nào. Chúng ta vẫn chưa hiểu quân địch đang muốn sử dụng cái đơn vị tấn công chúng ta loại nào đây anh em. Rất khó để đoán biết được khi chúng ta vẫn chưa có các đơn vị không quân để có thể rà soát bản đồ tiếp cận vị trí căn cứ của lượng quân xanh nước biển. 9 phút trôi qua rồi và rất có thể họ cũng sẽ biết được rằng chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị không quân. Rất có thể họ sẽ xây dựng các lô cốt phòng không để bảo vệ bầu trời của họ anh em. Thùng tài nguyên lớn thứ hai đã từ chúng ta chiếm được hoàn toàn rồi. Quá lợi thế anh em, rất lợi thế về tài nguyên. Chúng ta đã có được một chiếc chiến đấu cơ đầu tiên. Quân xanh nước biển vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào trên bờ biển cả. Không quân chúng ta đang bắt đầu rà soát bản đồ anh em, rà soát căn cứ lực lượng quân xanh nước biển. Vẫn chưa có thấy bất kỳ động tĩnh nào từ các lô cốt phòng không lực lượng quân xanh nước biển cả anh em ơi. Chúng ta vẫn chưa hiểu họ đang làm gì. Họ đang bắt đầu xây dựng một sân bay và một nhà sản xuất máy bay level 2 anh em ơi. Dường như họ đang muốn đối kháng với chúng ta bằng đường không và đang bắt đầu xây dựng một lô cốt phòng không anh em. Sân bay đã xây xong rồi và nhà sản xuất máy bay đã có chiếc chiến đấu cơ đầu tiên và bắt đầu giao chiến trên không của chúng ta thôi anh em ơi. Quân xanh nước biển vẫn đang rất khẩn lại, không biết họ đang muốn đánh như thế nào đây. Máy bay của quân xanh nước biển đã xuất kích giao chiến trên không 1-1. Ta đã hết nguyên liệu rồi. Thuyền level 2 chúng ta đang cố gắng bắn phá những quả tên lửa vào cái máy bay level 2 của lực lượng quân xanh nước biển. Chiến máy bay level 2 thứ hai chúng ta đã xuất kích, cố gắng tiêu diệt bớt máy bay level 2 lực lượng quân xanh nước biển anh em. Lô cốt của họ đã xây xong rồi. Chúng ta cần phải dè chân lô cốt phòng không anh em. Và chiếc chiến đấu cơ thứ hai của lực lượng quân xanh nước biển cũng đã xuất hiện. Chúng ta cần phải thận trọng hơn, cố gắng tiêu diệt một chiếc chiến đấu cơ lực lượng quân xanh nước biển.
Tuy nhiên này rất khó anh em. Ta đã tiêu diệt được một đơn vị máy bay level 2 lực lượng xanh nước biển rồi. Hồng quân chúng ta vẫn tiếp tục bay vòng, cố gắng kiểm soát bầu trời ở bên phía căn cứ lực lượng quân xanh nước biển. Đồng thời chúng ta cũng đã có được một đơn vị tàu ngầm và chuẩn bị bắn những quả tên lửa vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Nổi lên và bắn tên lửa thôi nào. Quả ghê gớm, sức mạnh của tàu ngầm là rất lớn anh em, liên tục bắn ra những quả tên lửa tầm xa tiếp cận vào phía căn cứ lực lượng quân xanh nước biển từ ngoài bờ biển. Chúng ta cũng đã có được 3 chiếc chiến đấu cơ phút thứ 11 của trận đấu. Và đây là một trận đấu dần trở nên gay cấn hơn anh em ơi. Từ đầu game thì cũng chưa có một sự chạm chém nào, nhưng hay từ phút thứ 8 thì chúng ta phát hiện ra lực lượng địch đã bắt đầu sử dụng các đơn vị không quân, thì trận chiến đã trở nên về thế cân bằng hơn. Hai đơn vị thuyền level 2 chúng ta đang bắt đầu bảo vệ bờ biển của lực lượng quân xanh nước biển, ngăn chặn họ có thể xây dựng được bất kỳ một tòa nhà phòng thủ nào. Tổng hợp chúng ta là chuẩn bị tiếp tục bắn những quả tên lửa. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái đơn vị lính level 2 khiến chúng ta cảm thấy khó khăn hơn em. Cần phải có một vị trí thuận lợi hơn. Nổi lên và chuẩn bị bắn tên lửa thôi nè anh em ơi. Tuy nhiên thì ngay lập tức các đơn vị lính level 1 lực lượng xanh nước biển bắt đầu ném những quả lưu đạn, bắn những quả rocket vào tên lửa của chúng ta và tàu ngầm của chúng ta anh em. Tàu ngầm ngay lập tức phải lặn xuống. Hồng quân chúng ta đang cố gắng phá hủy sân bay lực lượng đối địch. Họ đã có được 3 chiếc chiến đấu cơ đã mất sân bay rồi, một tổn thất rất nặng nề. Hải quân chúng ta vẫn đang cố gắng kiểm soát đường biển, họ đang cố gắng xây dựng một lô cốt phòng thủ trên biển anh em. Tổn thất chúng ta vẫn đang cố gắng bắn những quả tên lửa vào căn cứ lượng quân xanh nước biển. Thì bên trên này thì các đơn vị xe tăng 2 chúng ta cũng đang cố gắng tiếp cận vị trí của căn cứ lượng quân xanh nước biển anh em. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã gặp phải các đơn vị không quân kết hợp với các đơn vị bộ binh. Lực lượng quân xanh nước biển đã cố gắng tràn ra phía bên ngoài tấn công chúng ta. Họ đang cố gắng phòng thủ căn cứ của họ từ xa. Đã tổn thất rất nặng nề với các đơn vị xe tăng level 2. Chắc chắn chúng ta sẽ mất đi toàn bộ số đơn vị xe tăng level 2 khi tiếp cận căn cứ lực lượng quân xanh nước biển từ phía trên. Tổng hợp chúng ta vẫn liên tục bắn những quả tên lửa vào những tòa nhà công sự quan trọng lực lượng quân xanh nước biển em. Và đồng thời là tàu level 2 đang cố gắng bắn pháo vào những tòa nhà ven biển lực lượng quân xanh nước biển. Ta cũng đã hơi sơ suất khi không phá hủy một lô cốt phòng thủ trên biển của lực lượng quân xanh nước biển anh em. Phút thứ 13 của trận đấu, cố gắng phá càng nhiều thôi anh em ơi, phá càng nhiều các công trình quan trọng của lực lượng quân xanh nước biển. Cố gắng lên nào các đơn vị hải quân level 2. Ta đã mắc tới một sai lầm nữa rồi anh em ơi, không kịp phá hủy một tòa nhà sản xuất năng lượng. Ta đã hơi bối rối chút xíu. Phút thứ 14 của trận đấu và dường như trên biển chúng ta đang kiểm soát tình hình rất ổn anh em. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phá hủy được tòa nhà năng lượng của lực lượng xanh nước biển rồi. Đơn vị dùng tàu ngầm chúng ta đang bị trúng rocket của lực lượng xanh nước biển, cần phải lặn xuống ngay và luôn. Vị trí của thùng tài nguyên lớn tiếp theo đã xuất hiện và chúng ta cần phải tiếp cận mau chóng nó. Bốn đơn vị chiến đấu cơ ta lại tiếp tục xuất kích anh em, tấn công vào căn cứ lực lượng xanh nước biển, cố gắng phá hủy lô cốt phòng thủ trên không. Xanh nước biển đang cố gắng phòng thủ căn cứ một cách rất chặt chẽ. Đổ dần cho nên nóng rồi anh em. Tổng hợp chúng ta vẫn đang liên tục bắn những quả tên lửa vào những tòa nhà công sự quan trọng trên phía bờ biển lực lượng quân xanh nước biển anh em. Phút thứ 15 của trận đấu, chúng ta vẫn chưa tìm ra một phương án tấn công một cách hoàn hảo để có thể giảm thiểu tổn thất. Quân xanh nước biển vẫn đang cố gắng tiếp cận phía tàu ngầm chúng ta từ bờ biển anh em. Ta phải cẩn thận hơn thôi anh em ơi. Tàu ngầm đang dính đạn rồi. Tàu ngầm chúng ta đang cố gắng phá hủy thêm các tòa nhà phòng không của lượng quân xanh nước biển anh em. Ta phá hủy thêm được một lô cốt phòng không rồi. Chúng ta vừa mất đi một đơn vị tàu ngầm vì quá chủ quan, không lặn xuống khi dính đạn anh em. Lại vừa mất thêm một đơn vị thuyền level 2, một tổn thất quá nặng nề. Một sai lầm trong chiến thuật và chúng ta cần phải sửa chữa đó. Đôi lúc những sai lầm như thế này khiến chúng ta thua cả trận đấu anh em, mà chúng ta đã có được sân bay thứ hai.
và cũng đang rất cần sản xuất thêm các đơn vị không quân cố gắng tiếp cận ăn cứ lực lượng quân địch bằng đường không. Và một đơn vị tàu ngầm khác của chúng ta đang cố gắng tiếp cận vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển. Ta có một vài giây phút hơi rối chút xíu. Năm đơn vị không quân chúng ta tiếp tục bay vòng và chuẩn bị phá hủy thêm những câu tòa nhà quan trọng lực lượng quân xanh nước biển anh em. Chúng ta vẫn chưa lái máy bay giỏi. Chúng ta vẫn chưa biết cách lái máy bay một cách hoàn hảo để có thể giảm thiểu tối đa thương vong cho các đơn vị không quân chúng ta. Rất nhiều lực lượng phòng thủ trên biển anh em. Quân xanh nước biển đã kịp thời xây dựng ra rất nhiều cái lô cốt phòng thủ trên biển, khiến chúng ta cảm thấy rất khó khăn khi không thể tiếp cận vào căn cứ lượng quân xanh nước biển từ đường biển nữa rồi. Đơn vị tàu ngầm chúng ta đang cố gắng phải tấn công vào những lô cốt phòng thủ trên biển ở phía bên ngoài. Không quân lại tiếp tục xuất kích anh em, cố gắng phá hủy thêm các lô cốt phòng thủ trên biển. Lại thêm một lô cốt phòng thủ trên biển của quân xanh đã nổ và đồng thời chúng ta cũng đã mất đi một đơn vị chiến đấu cơ. Quá ghê gớm anh em. Quân xanh đang cố gắng phòng thủ căn cứ của họ phút thứ 17 của trận đấu. Tàu ngầm của chúng ta vẫn tiếp tục bắn ra những quả tên lửa, cố gắng phá hủy thêm các tòa nhà phòng thủ trên biển của lực lượng quân xanh. Có rất nhiều các đơn vị lính bazooka của quân xanh nước biển đang đứng chờ ở bờ biển. Họ đang muốn chúng ta mắc sai lầm để có thể phá hủy đơn vị tàu ngầm của chúng ta. Không quân chúng ta tiếp tục xuất kích anh em, lần này là 6 chiếc chiến đấu cơ. Tuy nhiên chúng ta đã bắt gặp được các đơn vị không quân của lực lượng xanh nước biển rồi và cũng đã đồng thời phá được hai lô cốt phòng thủ trên biển anh em. Giao chiến trên không rất khốc liệt, và với việc chưa biết cách lái máy bay nên cũng đã tổn hại đi hai đơn vị không quân anh em. Tổng hợp chúng ta cũng đã kịp lặn xuống ngăn chặn một đợt ném tên lửa, phóng tên lửa từ máy bay level 2 lực lượng quân xanh nước biển. Tôi là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Việt TV. Anh em thấy hay thì hãy nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất nha anh em. Liên tục là những trận đấu solo 1-1 và 2-2 cực hay trên con game Air War 3. Và mình sẽ luôn bình luận tạo ra cho anh em những video giải trí cực kỳ hấp dẫn. Và luôn cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ mình. Tổng hợp chúng ta cần phải lặn xuống và bắn ngư lôi anh em. Bắn ngư lôi và một tòa nhà công sự bảo vệ bờ biển của lực lượng xanh nước biển. Chúng ta cũng đã nâng cấp nhà chính lên level 4 rồi. Tiếp tục sản xuất thêm các chiếc chiến đấu cơ và xây dựng thêm một nhà sản xuất máy bay. Chúng ta sẽ quán tiến công lực lượng quân địch bằng đường không anh em. Một lô cốt phòng thủ trên biển lại vừa bị một tàu ngầm của ta phá hủy. Lực lượng quân xanh nước biển đang tổn thất rất nặng nề về tài nguyên khi họ liên tiếp mất đi các công trình phòng thủ trên biển anh em. Họ vẫn chưa dám tấn công ra phía bên ngoài, họ vẫn còn rất dè chừng, họ cần phải phòng thủ, tìm kiếm một phương án tấn công thích hợp ở phía căn cứ chúng ta. Chúng ta cũng đang rơi vào thế rất là khó khi không thể tiếp cận vào căn cứ của lực lượng quân xanh nước biển, bởi vì họ có quá nhiều các đơn vị phòng ngự trên tuyến bờ biển của họ. Hai đơn vị thuyền level 2 chúng ta đã tiếp cận vào căn cứ lực lượng quân đối địch rồi. Từ phía bờ biển, ta sẽ cần phải hỗ trợ đơn vị tàu ngầm. Không quân lực lượng xanh nước biển đã xuất kích với hai chiếc chiến đấu cơ anh em, ba chiếc chiến đấu cơ. Không quân chúng ta cũng đã bắt đầu giao chiến với không quân lực lượng quân xanh nước biển. Chúng ta vẫn đang cố gắng lái điều khiển các đơn vị không quân cố gắng phá hủy các tòa nhà quan trọng lực lượng quân xanh nước biển. Tuy nhiên thì tổn thất chúng ta là quá nặng nề, ta vẫn chưa biết cách lái máy bay anh em, quá khó khăn. Ta vừa tổn thất thêm một đơn vị tàu level 2. Giao chiến trên không là rất khốc liệt. Lực lượng quân xanh nước biển đang quán di chuyển các đơn vị bộ binh của họ tiến về phía căn cứ chúng ta từ phía bên dưới rồi. Chắc chắn là như vậy rồi anh em ơi. Không quân chúng ta đã kịp thời xuất hiện và cố gắng bắn phá tiêu diệt bớt các đơn vị lính bộ binh lực lượng quân xanh nước biển anh em. Ở phía ngoài biển thì lực lượng quân xanh nước biển vẫn đang cố gắng phá hủy một đơn vị tàu level 2 của chúng ta. Chúng ta vẫn còn 3 đơn vị chiến đấu cơ và đã phải quay về cho căn cứ để tiếp thêm nhiên liệu. Và đồng thời cũng đã sản xuất xong thêm 2 chiếc chiến đấu cơ rồi.
ta cũng cần phải dè chừng và hết sức cẩn thận anh em. Phút thứ 21 của trận đấu rồi. Trận đấu dần nóng lên khi giao chiến liên tục trên không, trên bộ và cả trên biển anh em. Bộ binh lực lượng xanh nước biển đang tiếp cận căn cứ chúng ta từ phía bên dưới. Tuy nhiên họ đã gặp phải những đơn vị không quân kết hợp với các đơn vị lính bộ binh level 1 của chúng ta. Bước tiến công của họ đang bị chúng ta cản trở rồi. Những nỗ lực rất ghê gớm của lực lượng xanh nước biển đang cố gắng phá hủy căn cứ chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn anh em. Bảo vệ căn cứ từ xa là rất quan trọng. Thì bên trên này tổng cộng chúng ta vẫn đang cố gắng nã những quả tên lửa tấn công vào các mục tiêu của lực lượng xanh nước biển từ phía ngoài bờ biển, đồng thời là thuyền hai anh em. Cái đơn vị lính bộ binh của lực lượng xanh nước biển cũng đã bị chúng ta tiêu diệt hầu hết rồi. Thùng cấp tài nguyên lớn tiếp theo đã xuất hiện và chúng ta cũng đã tiếp cận được vị trí này rồi anh em. Ta vừa mất đi một đơn vị tàu level 2, quân xanh cũng vừa tổn thất một đơn vị chiến đấu cơ. Tổng cộng chúng ta đã phải lặn xuống khi có sự xuất hiện của các chiến đấu cơ của lực lượng xanh nước biển anh em. Thuyền level 2 thứ hai chúng ta cũng đã nổ rồi. Tổng cộng chúng ta chỉ còn một mình. Cố gắng kiểm soát đường biển thật tốt anh em. Phút thứ 22 của trận đấu, một trận đấu quá nóng rồi. Chúng ta đã đổ rất nhiều mồ hôi rồi anh em. Hồng quân lại tiếp tục xuất kích, tiếp tục nạn những quả tên lửa và những công sự quan trọng của lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Họ đã mất đi một sân bay rồi, đồng thời chúng ta cũng đã mất đi những chiến đấu cơ quan trọng rồi anh em. Tổn thất khá nặng nề. Bộ binh chúng ta cũng đang cố gắng giao chiến với lực lượng quân xanh nước biển. Tuy nhiên thì gặp rất nhiều khó khăn khi lực lượng quân xanh nước biển đã có rất nhiều các đơn vị lính bộ binh level 1 anh em. Rất khó khăn, quân xanh nước biển phòng thủ căn cứ rất chắc chắn. Ta tổn thất khá nặng nề. Chúng ta đang cần phải cố gắng dồn toàn bộ lực lượng, cố gắng tiếp cận căn cứ lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Phút thứ 23 của trận đấu, đồng hành chúng ta phải vừa lặn xuống sau khi bắn những quả tên lửa ra phía bên căn cứ của lực lượng quân xanh nước biển. Rất khó khăn anh em. Quân xanh nước biển vẫn còn rất nhiều đơn vị bộ binh. Họ cố gắng căn thủ phòng thủ căn cứ từ phía bên trên này anh em. Phía bên dưới này, phía bên trên cũng có rất nhiều đơn vị bộ binh phòng thủ. Chúng ta vẫn đang cố gắng di chuyển và cố gắng tiêu diệt bớt các đơn vị bộ binh lực lượng quân xanh nước biển. Và tổn thất đang là rất nặng nề đến từ cả hai phía anh em. Mà chúng ta tiếp tục xuất kích rồi, phá hủy thêm tất cả công sự trên biển lực lượng xanh nước biển và cố gắng bay vòng ra phía bên ngoài ngay lập tức, hạn chế thương vong anh em. Lực lượng xanh nước biển đang cố gắng ồ ạt tiến công ra phía bên ngoài, tấn công vào phía căn cứ chúng ta rồi. Tình hình lại tiếp tục trở nên căng thẳng. Chúng ta đã vừa phá hủy thêm được một lô phòng thủ trên không lực lượng quân xanh nước biển anh em. Thì bên dưới này thì có rất nhiều các đơn vị lính bộ binh lực lượng xanh nước biển đang cố gắng tiếp cận căn cứ chúng ta. Lực lượng chúng ta đang cố gắng hết sức mình ngăn chặn đợt tiến công bằng bộ binh của lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Xe tăng chúng ta vẫn đang đặt thêm cái bãi mìn chống bộ binh, cần phải mau chóng sản xuất thêm các đơn vị bộ binh phòng thủ căn cứ ngay vào luôn anh em. Tình hình là trở nên căng thẳng rồi. Quân địch đã tiến rất sát vào phía căn cứ rồi anh em ơi. Họ có khả năng xuyên qua phòng thủ được hay không, xuyên qua hàng phòng thủ chúng ta hay không anh em ơi. Quá gây cấn. Phía bên trên này thì chúng ta cũng đã phải chạm chạm giữa các đơn vị bộ binh chúng ta và xe tăng 2 kết hợp với lính bộ binh, đồng thời lực lượng quân địch đang là xe tăng lửa kết hợp với bộ binh bazooka. Thì bên dưới này thì lực lượng quân địch đã xuyên qua hàng phòng thủ chúng ta rồi và đến rất gần căn cứ chúng ta rồi anh em ơi. Căng thẳng cực độ rồi. Phút thứ 25 của trận đấu, phòng quân chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình tiêu diệt bất các đơn vị bộ binh. Sóng gió đã qua rồi. Và đồng thời trên này chúng ta cũng đã bị tiêu diệt hầu hết các đơn vị xe tăng 2 và bộ binh rồi anh em. Thì hai chúng ta vẫn đang cố gắng phá hủy các tòa nhà công sự trên biển lượng xanh nước biển. Phút thứ 25 của trận đấu, lực lượng quân địch vẫn không bỏ cuộc, vẫn đang cố gắng tiến công chúng ta bằng bộ binh anh em. Thì đây là lỗ thoát duy nhất của họ. Khi họ cố gắng ồ ạt ra ngoài tấn công chúng ta bằng bộ binh, vẫn còn rất nhiều đơn vị bộ binh phòng thủ căn cứ lương quân xanh nước biển anh em.
Đồng hành chúng ta vẫn không dám nổi lên và bắn tên lửa. Thuyền level 2 cũng đã phải rút ra phía bên ngoài. Phút thứ 26 của trận đấu. Thì bên dưới này thì hầu hết các đơn vị bộ binh của lượng quân xanh nước biển đã bị chúng ta tiêu diệt hết anh em. Giao chiến tổng lực giữa các đơn vị của chúng ta và lực lượng quân xanh nước biển. Tuy nhiên thì tổng thất lực lượng quân xanh nước biển vẫn nhiều hơn chúng ta anh em ơi. Chúng ta chuẩn bị tập trung lực lượng để có thể mở một cuộc tiến công bằng bộ binh kết hợp với xe tăng và căn cứ lượng quân xanh nước biển, đồng thời sẽ được bảo vệ từ đường không anh em. Còn chúng ta vừa ngoi lên và quán bắn ngoan những quả tên lửa, tuy nhiên phải ngay lập tức lặn xuống bởi vì có quá nhiều các đơn vị bắn bazooka của lực lượng xanh nước biển đứng quá gần bờ biển. Quân xanh nước biển vẫn đang cố gắng phá hủy các đơn vị tàu của chúng ta. Không quân chúng ta lại tiếp tục xuất kích phá hủy các tàu nhà quan trọng của quân xanh nước biển anh em ơi. Thêm một lượt có phòng thủ trên không và họ vẫn còn hai đơn vị phòng thủ trên không anh em. Phút thứ 27 của trận đấu và thêm một lô cốt đã bị nổ rồi. Lô cốt thứ 3 sắp nổ rồi anh em. Quân xanh nước biển đã mất đi hầu hết các đơn vị phòng thủ trên không rồi. Hôm qua chúng ta đang cố gắng tan phá các căn nhà năng lượng của lực lượng quân đối địch. Bộ binh quân xanh nước biển vẫn còn rất nhiều. Chúng ta sẽ chuẩn bị mở một cuộc tiến công vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển anh em. Phút thứ 28 rồi. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều các đơn vị bộ binh kết hợp với xe tăng level 1, level 2. Hôm qua chúng ta cũng đã quay về căn cứ chuẩn bị nạp thêm nhiên liệu và chuẩn bị cho một đợt tiến công bất ngờ từ trên không. Hải quân cũng đã tiếp cận căn cứ lực lượng quân xanh nước biển và đang bắn phá những tòa nhà quan trọng lực lượng quân xanh nước biển anh em. Quân xanh nước biển đang cố gắng phòng thủ một cách yếu ớt. Họ không còn sản xuất ra thêm những chiếc chiến đấu cơ nữa rồi. Khi mà chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát được đường không. Nhưng bên dưới này thì các đơn vị bộ binh của chúng ta và xe tăng 1 đang quán phải giao chiến với các đơn vị lực lượng bộ binh lực lượng quân xanh nước biển anh em. Tổn thất đang là khá nặng nề từ phía chúng ta. Lực lượng quân xanh nước biển vẫn còn rất mạnh mẽ, họ vẫn đang cố gắng kiên trì phòng thủ căn cứ của họ. Phía bên dưới này anh em ơi, chúng ta đã tổn thất rất nhiều các đơn vị bộ binh rồi. Không quân chúng ta vẫn đang cố gắng bay lên không, cố gắng phá hủy thêm các tòa nhà. Đã phá hủy được trung tâm chỉ huy của lực lượng quân xanh nước biển rồi. Hải quân chúng ta vẫn đang cố gắng kiên trì hết sức mình phá hủy thêm các tòa nhà ven biển của lực lượng quân xanh nước biển. Gần đến phút thứ 30 rồi. Và chiến thắng đang dần vào phía chúng ta rồi anh em ơi. Dường như quân xanh nước biển đã không còn xây dựng thêm các công trình nữa rồi. Có vẻ như họ đã muốn bỏ cuộc chơi rồi anh em ơi. Quá yên tĩnh rồi. Họ đã mặc cho các đơn vị tàu ngầm và các đơn vị tàu level 2 chúng ta tiếp cận căn cứ của họ từ phía bờ biển và không có bất kỳ một phương án phòng thủ nào nữa cả. Cũng không xây dựng thêm các tòa nhà, cũng không xây dựng thêm tòa nhà trung tâm chỉ huy. Dường như họ đã bỏ cuộc chơi anh em. Chỉ còn lác đác và đơn vị lính đang cố gắng hết sức mình bảo vệ căn cứ một cách vô vọng. Lại thêm một tòa nhà công sự luôn sau nước biển đã nổ. Ta sẽ kéo toàn bộ lực lượng qua kết thúc trận đấu này, phút thứ 30 của trận đấu. Hồng quân liên tục bắn ra những quả tên lửa phá hủy các tòa nhà quan trọng, chiến thắng là chắc chắn anh em. Tôi là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Sơn Việt TV. Anh em thấy hay thì hãy nhớ cho một like, đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất anh em. Một trận đấu quá hay. Đã chuyển tổng lực trên không và trên biển. Lực lượng quân xanh đã phòng thủ rất tốt, tuy nhiên thì chúng ta đã áp chế lực lượng địch bằng đường biển và cả đường không, khiến cho họ đã bỏ trận đấu rồi. Họ đã không đầu hàng và họ đã bỏ trận đấu, không xây dựng thêm các công trình nữa rồi. Chiến thắng là chắc chắn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Chúng ta sẽ ô ạt tiến tới tất cả các đơn vị lính của chúng ta vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển, cố gắng kết thúc sớm trận đấu nè.
Hồng quân lại tiếp tục bay lên không. Bộ binh tiếp tục hành quân tiếp áp sát vào căn cứ luồng xanh nước biển anh em. Cái đơn vị lính 1 của lực lượng xanh nước biển vẫn đang còn cố gắng phòng thủ cách vô vọng. Phút thứ 31 của trận đấu. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chiến thắng là chắc chắn. Không còn gì cả, lực lượng địch đã không xây dựng lại căn cứ. Chúng ta chỉ cần phải chờ đợi thôi anh em, họ đã đầu hàng rồi. Một trận chiến quá hay, quá nóng. Chiến thắng là chắc chắn.